Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự 9 giờ 30 phút sáng thứ ba ngày 27 tháng 2 của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay 27 tháng 2, cùng với cả nước, 1.120 thanh niên Lào Cai lên đường nhập ngũ, góp sức xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Phóng viên Châu Kiên đang có mặt tại thị xã Sapa sẽ cập nhật không khí ngày hội tòng quân ngay lúc này. Thưa quý vị và các bạn, hòa chung không khí ngày hội tòng quân tại các địa phương trong tỉnh. Ngày hôm nay, 104 công dân ưu tú tại thị xã Sapa đã lên đường thực hiện nhiệm vụ. Trong số đó, có 85 công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự và 19 công dân là thực hiện nghĩa vụ công an. Dù thời tiết mưa lạnh và giá rét, nhưng rất đông người dân tại thị xã Sapa sớm có mặt tại đây để tiễn con em mình lên đường thực hiện nhiệm vụ. Về nghĩa vụ, trách nhiệm của mỗi công dân. Ở mùa tuyển quân năm nay thì Lào Cai có 1.120 công dân lên đường thực hiện nhiệm vụ. Trong số đó có 900 công dân tham gia thực hiện nghĩa vụ quân sự và 220 công dân tham gia thực hiện nghĩa vụ công an. Không chỉ tăng về số lượng mà chất lượng của những tân binh năm 2024 được đánh giá cao hơn hẳn so với những năm trước. Điều đó được thể hiện qua các tiêu chuẩn về chính trị, trình độ văn hóa, chiều cao hay là thể lực. Đặc biệt trước ngày lên đường, nhiều tân binh ưu tú đã được tham gia vào các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng. Các địa phương cũng đã tổ chức thăm hỏi động viên, làm tốt chính sách hậu phương quân đội để công dân yên tâm lên đường làm nhiệm vụ. Trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm và đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, lực lượng công an toàn tỉnh đã điều tra xử lý 159 vụ việc liên quan đến vi phạm pháp luật và tội phạm về các lĩnh vực trật tự xã hội, ma túy, kinh tế, môi trường. Cụ thể, lực lượng công an toàn tỉnh đã điều tra khám phá 28 trên 29 vụ việc về trật tự xã hội với 54 đối tượng, thu giữ nhiều tài sản, đồ vật, tài liệu liên quan. Đối với tội phạm về ma túy, đã phát hiện bắt giữ 64 vụ, 122 đối tượng, thu giữ hơn 3,63 kg heroin cùng số lượng lớn các loại ma túy khác. Lực lượng công an toàn tỉnh cũng phát hiện xử lý 7 vụ với 12 đối tượng phạm tội và vi phạm về pháo, thu giữ 508,68 kg pháo nổ, pháo hoa nổ. Khởi tố 6 vụ, 11 bị can, xử phạt vi phạm hành chính 1 vụ, 1 đối tượng. Bắt 2 vụ với 42 đối tượng cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự qua tài khoản iCloud và thu thập, mua bán, trao đổi trái phép thông tin tài khoản ngân hàng. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai vừa ký ban hành văn bản thành lập ban chỉ đạo và tổ giúp việc về đẩy mạnh tiến độ 20 dự án thủy điện đã được chấp thuận đầu tư trên địa bàn tỉnh. Theo quyết định số 355 ngày 25 tháng 2 năm 2024, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Hoàng Quốc Khánh là trưởng ban chỉ đạo. Nhiệm vụ của ban chỉ đạo và tổ giúp việc sẽ giúp Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo việc triển khai đầu tư xây dựng 20 dự án thủy điện đã được chấp thuận đầu tư theo quy định. Phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả trong công tác tham mưu, đề xuất giải pháp, biện pháp thực hiện đầu tư xây dựng các dự án thủy điện, đảm bảo tiến độ. Kịp thời báo cáo những khó khăn vướng mắc và đề xuất giải pháp để Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét quyết định, đôn đốc các chủ đầu tư tổ chức triển khai dự án đúng quy mô, thông số, tiến độ thực hiện đã được xác định và đảm bảo chất lượng xây dựng công trình, quy định. Hiện Lào Cai có 73 dự án thủy điện hoàn thành phát điện với tổng công suất lắp máy 1.148,85 MW. Hàng năm các dự án này đóng góp vào ngân sách nhà nước trên 950 tỷ đồng. Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học gắn với hoạt động chuyên môn thực tiễn đang được các cơ sở y tế trong toàn tỉnh thực hiện có hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng công tác khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân, ghi nhận tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Sử dụng dụng cụ tự chế mở rộng diện tích mảnh da vá trong phẫu thuật vá da mỏng tự thân diện tích rộng là giải pháp kỹ thuật của đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai đã giành được giải nhất tại Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Lào Cai năm 2023 trong lĩnh vực y dược. Với giải pháp này, bác sĩ phẫu thuật có thể mở rộng diện tích mảnh da vá của bệnh nhân lên đến 2, thậm chí là 3 lần mà không cần phải dùng máy tán da. Thì đầu tiên là sẽ giúp cho bệnh nhân giảm đau. Giảm cái đau tại vì là giảm cái vùng diện tích da lành cần lấy đi thì bệnh nhân đỡ đau đi, đỡ thoát dịch cơ thể, sau đó làm giảm cái nhiễm trùng cho bệnh nhân. Và sau mổ thì cái thẩm mỹ sẽ là tốt hơn và bệnh nhân sẽ tự tin hơn trong cái sinh hoạt và lao động hàng ngày. Nhận thức rõ tầm quan trọng của việc nghiên cứu khoa học gắn với hoạt động chuyên môn thực tiễn, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh khuyến khích đội ngũ cán bộ y tế tích cực tham gia nghiên cứu khoa học. Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai thì là một trong những bệnh viện mà
có cái hoạt động nghiên cứu khoa học phát triển cực kỳ mạnh. Chính vì vậy mà bệnh viện thường xuyên áp dụng các cái hiệu quả của các cái đề tài nghiên cứu, sáng kiến cải tiến kỹ thuật, đưa nó vào thực tế và phục vụ chính trong công tác khám chữa bệnh, giúp cho người dân được tiếp cận nhiều những cái dịch vụ y tế chất lượng cao. Mỗi năm, Bệnh viện Đa khoa tỉnh có hàng trăm đề tài nghiên cứu khoa học kỹ thuật, sáng kiến kinh nghiệm cấp cơ sở, cấp tỉnh. Nhờ vậy đã thực hiện được các kỹ thuật của tuyến trung ương trong một số chuyên ngành như lọc máu liên tục, chạy thận nhân tạo, mổ nội soi tiêu hóa, thay khớp gối toàn phần, phẫu thuật nội soi khớp gối, khớp háng, phẫu thuật thần kinh sọ não. Trong năm 2023 thì nhiều dịch vụ kỹ thuật khác đã được triển khai thành công tại bệnh viện, từ đó nó đem lại hiệu quả nâng cao chất lượng điều trị cho người bệnh và người dân được hưởng lợi các cái dịch vụ kỹ thuật cao, kỹ thuật mới ngay tại tỉnh Lào Cai. Đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học kỹ thuật và sáng kiến vào công tác, nhờ vậy chất lượng hoạt động chuyên môn của Bệnh viện Đa khoa tỉnh không ngừng được nâng cao, công suất sử dụng giường bệnh tăng lên hàng năm, ngày điều trị trung bình giảm. Toàn tỉnh hiện có 56 ha cây dược liệu Artiso, tập trung chủ yếu tại thị xã Sapa 48 ha, huyện Bắc Hà có 8 ha. Với diện tích này, dự ước năm nay nông dân sẽ được thu hoạch khoảng 2.000 tấn lá Artiso tươi. Hiện nông dân đang tập trung chăm sóc, thu hoạch lá bán cho các đơn vị liên kết với giá ổn định khoảng 2.300 đồng 1 kg lá tươi. Giá mua này cao hơn so với năm trước 300 đồng 1 kg. Tính từ đầu vụ đến nay, nông dân đã thu lá bán được gần 460 tấn. Vụ thu lá Artiso sẽ kéo dài đến cuối tháng 5, đầu tháng 6 tới. Vì thế, trong giai đoạn thu lá hiện nay, nông dân vừa thu hoạch, vừa tập trung chăm sóc, giúp cây phát triển tốt và liên tục cho thu hoạch lá. Công tác phát triển giáo dục vùng cao, vùng dân tộc thiểu số được các cấp các ngành địa phương trong tỉnh tích cực triển khai, gắn với đề án phát triển hệ thống các trường phổ thông dân tộc nội trú, bán trú giai đoạn 2020-2025. Toàn tỉnh hiện có 9 trường phổ thông dân tộc nội trú, 134 trường phổ thông dân tộc bán trú và 98 trường phổ thông có học sinh bán trú. Đến nay cơ bản các trường được đầu tư hệ thống cơ sở vật chất khang trang hiện đại, đáp ứng nhu cầu học tập, sinh hoạt của học sinh. 55,5% trường phổ thông dân tộc nội trú trên địa bàn tỉnh đạt chuẩn quốc gia. Tỷ lệ này ở trường phổ thông dân tộc bán trú là 52,2%. Cùng với đó, chương trình tăng cường tiếng Việt cho trẻ 5 tuổi, người dân tộc thiểu số, xây dựng và nhân rộng mô hình đặc thù trong trường nội trú, bán trú, gắn với hướng nghiệp, dạy nghề cũng được đẩy mạnh thực hiện, mang lại hiệu quả tích cực. Người Hà Nhì ở huyện Bát Sát có nhiều nét văn hóa đặc sắc, nhất là những phong tục gắn với các ngày Tết. Sau lễ cúng dường gạ Ma Do, người Hà Nhì ở các thôn bản nơi đây lại tưng bừng tổ chức ngày Tết thiếu nhi gạ Ma O, cầu mong thần linh ban cho trẻ em và bà con trong thôn dồi dào sức khỏe, may mắn, bình an. Trong những ngày này, dân bản không tham gia lao động sản xuất, chỉ ở nhà thờ cúng gia tiên và vui xuân quây quần bên con cháu. Phóng sự thực hiện tại bản người Hà Nhì, xã Trịnh Tường. Để tổ chức Tết thiếu nhi, ngay từ sáng sớm, phụ nữ trong nhà đã tất bật chuẩn bị lễ vật. Những quả trứng nhuộm màu sặc sỡ như thế này là lễ vật không thể thiếu trong ngày Tết thiếu nhi. Đây là món quà mà ông bà, bố mẹ dành tặng con trẻ trong ngày Tết. Trẻ con là phải có quả trứng như thế này, cũng là mong muốn xua đuổi bệnh tật, cầu mong cho con trẻ khỏe mạnh, học tập thật là tốt. Khoảng sân nhà trưởng bản San Hồ được lựa chọn làm nơi tiến hành nghi lễ và ăn Tết gà Ma O. Mỗi nhà chuẩn bị một mâm cỗ từ 8 đến 12 món để làm lễ. Không cầu kỳ, mỗi món ăn là những sản vật quen thuộc được chính bàn tay người dân làm ra sau một năm lao động vất vả. Mỗi món ăn trong mâm cỗ dâng cúng trời đất lại mang một ý nghĩa. Trưởng bản với phóng bà là từ 12 món, còn những món khác thì chỉ có từ 6 đến 8 món thôi. Đấy là phải dậy sớm mì làm sớm để chơi cả ngày. Mơ của anh người đấy phải chuẩn bị từ nhà mang đi, không phải là mì nấu từ nhà trưởng bản này. Cùng mau được mùa, không đau bệnh tật. Chỉ mong như thế, chỉ cầu như thế thôi. Những năm gần đây, cuộc sống của đồng bào người Hà Nhì ở vùng cao Bát Sát đã có nhiều khởi sắc. Vì vậy, những ngày Tết cũng rộn rã và tưng bừng hơn. Chính quyền địa phương cũng luôn quan tâm đến việc bảo tồn và phát huy nét đẹp trong bản sắc văn hóa của mỗi dân tộc. Từ đó, những nét đẹp, những phong tục ngày Tết vẫn được gìn giữ vẹn nguyên. Trịnh Tường có hai thôn. Hai thôn thì là có hai điểm, thì là phân công nhau để đi dự. Đến để vừa là
để tham gia để biết được cái phong tục tập quán của đồng bằng người Hà Nhì, hay nữa là cũng là để thăm để động viên tuyên truyền cho mọi người là tiếp tục để gìn giữ cái nét đẹp này. Tết thiếu nhi của người Hà Nhì mang giá trị giáo dục sâu sắc. Những ngày Tết như thế này sẽ là cơ hội để gắn kết tình cảm gia đình, thắt chặt tinh thần đoàn kết cộng đồng, thể hiện ước nguyện của bà con về cuộc sống ấm no, bình yên, hạnh phúc. Chuyển sang các tin tức thời sự trong nước. Huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh vừa long trọng tổ chức lễ tưởng niệm 233 năm ngày mất đại danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác. Lễ tưởng niệm là một trong những hoạt động chính của lễ hội Hải Thượng Lãn Ông năm 2024. Lễ hội Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia. Có các nghi lễ trang trọng và nhiều hoạt động mang tinh thần thể thao, đề cao việc sống vui, sống khỏe. Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác là danh y lỗi lạc nhất trong lịch sử y học dân tộc, được suy tôn là ông tổ của nền y học cổ truyền Việt Nam. Tại phiên họp của UNESCO tổ chức vào ngày 21 tháng 11 năm 2023, đã thông qua nghị quyết phê chuẩn danh sách các danh nhân văn hóa và sự kiện lịch sử niên khóa 2024-2025, trong đó có hồ sơ kỷ niệm 300 năm ngày sinh của danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác của Việt Nam. Đây là một sự ghi nhận to lớn đối với những công lao, đóng góp, cống hiến của ông cho nền y học, văn hóa dân tộc Việt Nam cũng như thế giới. Tháng 1 năm nay, ngành đồ gỗ và nội thất cả nước thu về gần 1,8 tỷ đô la Mỹ. Đây cũng là mặt hàng duy nhất thuộc lĩnh vực nông nghiệp có kim ngạch xuất khẩu vượt mốc 1 tỷ đô la Mỹ chỉ trong một tháng, với 32 trong tổng số 45 thị trường xuất khẩu chính. Tuy nhiên, theo phân tích của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, ngành gỗ và nội thất của Việt Nam đang đối mặt với một số vấn đề ảnh hưởng trực tiếp tới tính bền vững, cần được tập trung khắc phục như rủi ro về nguyên liệu gỗ nhập khẩu, quy định chống phá rừng của EU, yêu cầu sản phẩm gỗ có phát thải carbon thấp. Năm trước, xuất khẩu đồ gỗ và nội thất đạt 16 tỷ đô la Mỹ. Thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang vừa ban hành Bộ Quy tắc ứng xử văn minh du lịch. Bộ Quy tắc đã nêu ra 9 thông điệp cho du khách, các tổ chức cá nhân tham gia hoạt động kinh doanh du lịch, cộng đồng dân cư thành phố. Đây là những quy định nhằm định hướng hành vi, thái độ, thói quen, cách thức ứng xử văn minh của tổ chức và cá nhân khi tham gia các hoạt động du lịch tại Phú Quốc. Bộ Quy tắc cũng nhằm bảo vệ cảnh quan môi trường và giá trị văn hóa lịch sử tại các khu điểm du lịch, giữ gìn vệ sinh chung, an ninh trật tự tại nơi công cộng, giúp đỡ, ưu tiên những người yếu thế trong xã hội khi tham gia hoạt động du lịch. Thời gian qua, vì nhiều nguyên nhân, lượng khách du lịch nội địa đến Phú Quốc giảm sút. Thông qua Bộ Quy tắc, kỳ vọng sẽ góp phần xây dựng hình ảnh Phú Quốc đẹp hơn, tích cực hơn đến du khách gần xa. Tổ chức Thương mại Thế giới WTO đã thúc đẩy cải cách tại cuộc họp cấp bộ trưởng ở Abu Dhabi, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE, đồng thời cảnh báo những cơn gió ngược đối với kinh tế và căng thẳng địa chính trị đang đe dọa thương mại toàn cầu cũng như các hệ thống thương mại địa phương. Tổng Giám đốc WTO nhấn mạnh, chủ nghĩa đa phương đang bị tấn công từ mọi phía, bất ổn khắp nơi. Thế giới đang trong một thời điểm thậm chí còn khó khăn hơn so với 2 năm trước đây khi diễn ra Hội nghị Bộ trưởng lần thứ 12 của WTO. Hội nghị Bộ trưởng lần thứ 13 của WTO dự kiến sẽ kéo dài đến ngày 29 tháng 2. Hiện Tổ chức Thương mại Đa phương này đang hy vọng đạt được tiến bộ, đặc biệt trong lĩnh vực đánh bắt cá, nông nghiệp và thương mại điện tử. Quốc hội Hungary đã nhất trí thông qua dự luật chấp thuận đơn xin gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO của Thụy Điển sau hơn 18 tháng trì hoãn, qua đó giúp xóa bỏ rào cản cuối cùng đối với nỗ lực trở thành thành viên NATO của quốc gia Bắc Âu này. Cụ thể, với 188 phiếu thuận và 6 phiếu chống, Quốc hội Hungary đã chính thức thông qua dự luật mở đường cho việc gia nhập NATO của Thụy Điển. Dự kiến dự luật này sẽ được Tổng thống Hungary ký ban hành thành luật trong vài ngày tới. Như vậy, Hungary là nước thành viên cuối cùng của NATO bỏ phiếu công nhận tư cách thành viên NATO của Thụy Điển. Động thái trên của Hungary ngay sau đó đã nhận được sự hoan nghênh từ giới chức Thụy Điển và NATO. Các nguồn thạo tin cho biết, hôm qua các quan chức Israel đã lên đường tới Qatar để đàm phán về các điều kiện nhằm đạt được lệnh ngừng bắn tại dải Gaza và thỏa thuận trả tự do cho các con tin. Theo nguồn tin, phái đoàn của Israel bao gồm các thành viên trong quân đội và cơ quan tình báo Mossad chịu trách nhiệm thiết lập một trung tâm để hỗ trợ các cuộc đàm phán. Trước đó, hôm 25 tháng 2, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ xác nhận
các bên đã đạt được hiểu biết chung về dàn ý sơ bộ cho một thỏa thuận tiềm năng về phóng thích con tin và lệnh ngừng bắn tạm thời ở Gaza. Tuần trước, tại các cuộc đàm phán với Mỹ, Ai Cập và Qatar ở Paris của Pháp, các quan chức Israel đã thảo luận về điều kiện để đạt được thỏa thuận trả tự do cho các con tin. Trong bối cảnh Đại hội Thể thao Olympic 2024 đang tới gần, chính quyền thủ đô Paris của Pháp đang đứng trước các bước chuẩn bị cuối cùng. Đáng chú ý, nước chủ nhà đang hướng tới một sự kiện thân thiện với môi trường thông qua việc sử dụng hàng nghìn chiếc ghế khán giả được sản xuất bằng nhựa tái chế. Ban tổ chức Olympic Paris cho biết khoảng 11.000 ghế ngồi ở hai địa điểm thi đấu sẽ được làm từ nhựa tái chế. Số ghế này do công ty La Prairie sản xuất từ 100 tấn nhựa tái chế tại nhà máy ở khu vực miền trung của nước Pháp thông qua công nghệ ép nhiệt nhằm tạo ra những tấm nhựa đặc, cứng và đủ điều kiện để sản xuất đồ nội thất. Hiện La Prairie đang có hơn 50 đối tác cho hoạt động thu thập, phân loại và làm sạch các loại rác thải nhựa có thể tái chế để làm nguyên liệu đầu vào cho nhà máy của mình. Thông tin quốc tế vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự sáng 9:30 của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.